chuẩn Lên bị 2 pro rồi thầy. hả? Em xem coi chừng nào các bạn vô đủ báo thầy, thầy giải tiếp nha. Dạ đủ rồi thì mình bắt đầu được rồi thầy ơi. Rồi, bắt đầu. Rồi, chúng ta chuyển sang học bài số kem. À, chúng ta vừa học bài viêm xong. À, em suy nghĩ với thầy coi, sốt khát nóng ở chỗ nào? Lớp trưởng. Sốt khát nóng chỗ nào em? Dạ thầy, theo em nghĩ là nếu mà nóng thì nó có thể có nó khu trú ở một vị trí nào đó, còn sốt là một cái triệu chứng của toàn thân. Chính xác, đúng rồi đó. Em cho ví dụ nóng coi. Dạ ví dụ như một tổn thương viêm ở vùng gối thì ở vùng gối nó sẽ nóng ở khu trú ở chỉ ở vùng gối. Còn Đúng còn rồi. nếu mà dạ. Chính xác, đúng rồi, em nói chính xác, đúng rồi đó. Rồi, đó là lớp trưởng phải không? Lớp phó học tập được rồi. Dạ nghe thầy. Ừ, em có điều trị bệnh nhân không? Có không? Có. Em có sử dụng miếng dán hạ nhiệt dán lên trán của em bé không? Hoặc dán lên trán người lớn, có sử dụng lần nào chưa? Dạ có. Có. Có hiệu quả không? Có, chắc không? Chắc. Hồi lúc em chưa học bài này, em chắc mạnh lắm. Rồi thầy giải thích tại sao không chắc. Hay là tầm bậy. Rồi. Hả? Sao? Em đây là chắc hen, chút thầy hỏi lại lớp phổ tập cô có chắc không nha. Giờ ta học đi rồi thầy hỏi tiếp. À, số và tình trạng tăng thân nhiệt do rối loạn trung tâm điều hòa nhiệt độ dưới tác động của các nguyên nhân gây bệnh thường là các yếu tố có hại như vi khuẩn và virus. À, thì về nguyên nhân gây sốt người ta nhận thấy là do nhiễm các vi sinh vật và không do nhiễm các vi sinh vật. Thì cái biết là do nhiễm các vi sinh vật thì có thể là ở bên ngoài hay là chủ yếu bên ngoài, phải không? Chủ yếu là bên ngoài. Rồi còn không do nhiễm vi sinh vật thì chúng ta chia làm hai mảng, hai nhánh. Một nhánh là ở bên ngoài và một nhánh ở bên trong cơ thể. Đó. Thành ra chúng ta nhìn cái nguyên nhân nhiễm vi sinh vật và nguyên nhân không do nhiễm vi sinh vật này thì nó giống hệt như nguyên nhân gây viêm. Thành ra người ta mới gọi có viêm thì có sốt. Em nhớ thầy, có viêm thì có sốt. Cho đó bác sĩ chúng ta sẽ xem coi bệnh nhân khi họ sốt là họ có ô viêm đâu đó đó. Tại là khi bệnh nhân bị sốt chúng ta phải tìm mọi giá để chẩn đoán cho ra bệnh gì dẫn đến sốt hay là nguyên nhân nào tạo ra cái bệnh đó dẫn đến sốt. Đó thành ra sốt là dấu chỉ điểm của viêm. À, và tác giả phát minh ra bài này ông Rosenberg ông mới đặt toàn bộ những nguyên nhân nhiễm vi sinh vật hoặc không do nhiễm vi sinh vật ông gom lại thành một cái tên gọi chung là chất gây sốt ngoại sinh. Nhưng khi thi em chú giùm thầy khi mà thấy lời dẫn là chất gây sốt ngoại sinh thấy chưa ngoại thì ra lúc đó đừng có dại dột đi chọn cái câu trả lời là nguyên nhân nhiễm vi sinh vật, tại nguyên nhân nhiễm vi sinh vật chỉ là nguyên nhân bên bên ngoài, lúc đó đi chọn con vi khuẩn, chọn con virus, chọn ký sinh trùng là sai. Lúc đó phải chọn cả hai, kể cả những nguyên nhân bên ngoài lẫn nguyên nhân bên bên trong thì nó mới ra được chất gây sốt ngoại ngoại sinh, chứ đừng nói thế ngoại là bên ngoài, bởi vì tác giả họ đã sử dụng chọn đó là chất gây sốt ngoại sinh đặt cho nguyên nhân gây sốt, bởi vì chúng ta còn có chất gây sốt nội nội sinh đây. Và
Cơ chế sốt được hình thành bởi hai con đường viêm cấp tính và con đường viêm mãn tính. Bên đây là con đường viêm cấp tính và bên đây là con đường viêm mãn tính. Đối với con đường viêm cấp tính thì các biết là khi có nguyên nhân gây viêm tấn công vào cơ thể của chúng ta thì chính nguyên nhân gây viêm này nó sẽ bị các tế bào thực bào, tức là chúng ta có bạch cầu đơn nhân trung tính, bạch cầu đơn nhân ái to và đại thực bào, nó nuốt. Và khi nó nuốt các chất gây sốc ngoại sinh này, nuốt xong dài dài cho đến khi nó chết thì phóng ra chất gây sốc nội sinh. Chất gây sốc nội sinh được phóng ra nó sẽ kích thích lên trung tâm điều hòa thân nhiệt. Mà trung tâm điều hòa thân nhiệt sau khi bị kích thích, mà trung tâm này nằm ở vùng hạ cầu não đó các em, sau khi bị kích thích thì nó sẽ hoạt hóa axit arachidonic đang bất hoạt thành hoạt hóa. Rồi hoạt hóa xong thì axit này nó sản sinh ra các monoamin, chính các monoamin này lại hoạt hóa amin vòng bất hoạt thành hoạt hóa. Khi mà amin vòng được hoạt hóa, nó sẽ tác động lên các điểm điều nhiệt nằm trên tế bào, nằm trên màng các tế bào thần kinh ở trung tâm điều hòa thân nhiệt. Đó điểm đó gọi là set point, đó, làm thay đổi set point đi. Và khi set point nó bị thay đổi thì nó sẽ dẫn đến kích hoạt tăng chuyển hóa toàn bộ các tế bào trong cơ thể chúng ta. Mà các tế bào trong cơ thể chúng ta tăng chuyển hóa thì năng lượng ATP sẽ được sản sinh ra rất là nhiều. Và khi sản sinh ra nhiều ATP thì thân nhiệt cơ thể sẽ tăng lên. Chưa hài lòng nữa, lúc này set point nó còn co toàn bộ mạch máu ngoại vi dẫn đến giảm thải nhiệt. Đó. Một đàn thì tăng lên quá cao cho sự tăng sản nhiệt, một đàn thì nó co lại do giảm thải nhiệt. Và nó giảm thải nhiệt như vậy thì cuối cùng thân nhiệt càng lúc càng tăng cao lên, mà thân nhiệt càng tăng cao lên thì tạo ra một cái hiện tượng chúng ta gọi là sốt, tạo ra triệu chứng sốt. Đó là con đường viêm cấp tính. Giờ chuyển sang con đường viêm mãn tính. Con đường viêm mãn tính là chúng ta học rồi, tức là nó từ ngày thứ nhất của tuần thứ ba trở đi. Thầy lấy ví dụ như đây là chất gây sốt ngoại sinh là con vi khuẩn lao. Mà các em biết rồi, con vi khuẩn lao 2 tuần làm sao chúng ta giết được nó chết. Đó. Dùng thuốc cỡ nào đi 2 tuần chưa chắc nó chết. Do đó khi bệnh nhân nhiễm vi khuẩn lao hoặc là những nhiễm con vi sinh vật mà gây bệnh nhiễm mãn tính, thì đây giờ ví dụ vi khuẩn lao đi, qua ngày thứ nhất tuần thứ ba trở đi nó được đổi tên là kháng nguyên. Do người ta đặt thôi các em, nhưng bản chất nó còn là vẫn là con vi khuẩn vẫn lao, được gọi là kháng nguyên. Lúc này lực lượng tế bào lympho T của chúng ta, đặc biệt là TH rất hùng mạnh, nó được kích hoạt trong vòng 2 tuần mà nó rất là hùng mạnh. Và khi nó hùng mạnh lên rồi thì nó nhìn thấy chết bà rồi, con vi khuẩn lao tràn ngập trong cơ thể. Thì lúc này nó nhận thấy lực lượng bạch cầu đơn nhân ái toàn chết hết rồi, còn trung tính không à, đơn nhân ái toàn chết la liệt tới nỗi mà ta không liệt kê ra đây, chết gần hết rồi, chỉ còn trung tính. Và đại thực bào, mà lưu trung tính và đại thực bào còn một con số quắc rất là ít, bởi vì những con trước đây nó bắt con vi khuẩn lao bắt xong nó chết la liệt hết rồi. Thành ra lực lượng bạch cầu đi trung tính còn sót lại lẫn đại thực bào còn sót lại, nó nhút nhát rất sợ kìa. Nó dòm thấy con vi khuẩn lao được phóng ra từ các tế bào vi nang chết bắn ra, từ các tế bào bạch cầu chết bắn ra rất là nhiều, nó hoảng hồn không dám tấn công, nó sợ nó sẽ chết như vậy. Thì lúc này tế bào lympho T hắc nhìn thấy chuyện này xảy ra, do đó nó tiết các lympho-kin tưới đều lên quần thể bạch cầu trung dinh tính hoặc đại thực bào. Sau khi tưới đều lên thì các tế bào này nó hung mạnh lên rất là dữ dội các em, nó giống như thanh niên Việt Nam chúng ta mà uống nhầm thuốc lắc, uống vào là phải lắc, còn nó được tưới lympho-kin vô mạnh mẽ lên, nó quay lại nó lắc qua lắc lại xong nó tiến lại nó tấn công con vi khuẩn lao rất dữ dội, nó há miệng nuốt vào. Mà các em đâu biết rằng nuốt xong rồi thì các bạch cầu này cũng sẽ chết. Từ lúc nuốt về lúc chết nó phóng ra chất gây sốc nội sinh, thế là cũng tạo ra sốt. Như vậy con đường viêm cấp tính hay con đường viêm mãn tính, con đường nào cũng dẫn tới sốt chứ. Các em suy nghĩ coi, con đường nào dẫn đến sốt cao hơn? Tổ trưởng tổ 1. Con đường nào dẫn tới sốt cao hơn em? Tổ trưởng tổ 1. Mất tiêu rồi. Dạ em nghe thầy. Ừ. Con đường nào dẫn tới sốt cao hơn? Thầy hỏi lại em nghe, nãy em không có nghe kịp. Cái gì? Không nghe rõ. Tổ trưởng tổ 2. Dạ con đường ngoại sinh. Con đường nào em? Dạ con đường ngoại sinh rất
Thầy hỏi em có hai con đường viêm cấp tính và con đường viêm mãn tính, con đường nào gây sốt cao hơn? Dạ con đường viêm cấp tính cao hơn. Biết chưa? Lý do? Dạ số lượng bạch cầu tăng nhiều hơn này. Số lượng bạch cầu con đường viêm cấp tính nó cao nhiều hơn, cao hơn so với bên viêm mãn. Mãn tính là đã chất gây sốt nội sinh của con đường viêm cấp tính phóng ra nhiều, nhiều hơn phóng ra nhiều hơn thì sốt cao, cao hơn. Có nghĩa là cái con đường viêm cấp hay viêm mãn đường nào cũng dẫn đến sốt cả. Đó. Nhưng mà con đường viêm cấp sốt cao hơn, nó thì em đã biết rồi, chúng ta làm y sĩ làm thời gian dài rồi thấy viêm cấp sốt rồi dữ. Và chúng ta chuyển sang các giai đoạn của sốt. Sốt chỉ làm ba giai đoạn em, đầu tiên sốt tăng. Lúc này sự chuyển hóa làm tăng sản nhiệt rất dữ và thải nhiệt chưa hình thành hoặc tình trạng rất ít, do đó tỷ lệ lớn hơn một. Bệnh nhân ấn lạnh, rét run, da nhợt, giảm tiết mồ hôi, huyết áp tăng nhẹ. Tại sao ấn lạnh rét run? Ok, em đã từng làm bệnh viện rồi, từng trực rồi, thì các em thấy có đôi khi bệnh nhân vào với chúng ta, bệnh nhân mặc mặc áo áo gió mặc áo lạnh, lúc đó chúng ta đo nhiệt độ thì nhiệt độ bệnh nhân 39,5 thậm chí 40 độ, bệnh nhân cảm giác run dữ rồi. Sao? Tại sao ứng lạnh rất run? Cũng như các em bé mẹ nó quấn, mẹ em bé nó bị sốt, mẹ nó quấn thật là kỹ chở từ nhà vô bệnh viện. Vô tới bệnh viện thì điều dưỡng đặt nhiệt độ xong hay là một cái súng bắn cái đùn lên trán, nhiệt độ là 39,9, điều dưỡng chửi cho một chập. Tại sao quấn như vậy? Tôi dạy rồi, tôi hướng dẫn ở địa phương rồi mà tại sao còn làm như vậy? Đó. Bắt đầu điều dưỡng bắt lột hết để nhỏ nằm trần truồng ở trên giường như vậy. Bắt đầu nó than: con lạnh quá mẹ ơi, con lạnh quá mẹ. Mẹ cho con áo vô đi mẹ. Cô điều dưỡng cô này có ác quá, cô lột đồ bắt mẹ lột đồ lạnh quá. Mà nó cự coi điều dưỡng. Thì sao? Em bé chúng ta lột hết đồ ra. Nhưng người lớn không cần. Nhưng mà đối với em bé lột hết đồ ra có hiệu quả không em? Tổ trưởng tổ ba. Dạ thầy, là nó tăng hoạt động chuyển hóa thầy, nó thải nhiệt nhiều hơn. Trong trường hợp này em bé điều dưỡng bắt mẹ nó cởi hết đồ ra như vậy có hiệu quả liền lúc này không? Trong khi người lớn chúng ta không cần thiết cởi đồ ra, người lớn cởi đồ ra em coi. Sao? Trong lúc dạ này thầy cởi đồ là ra không. Hiệu quả không? Sao em? Là lúc này thì không có hiệu quả. Tại sao? Tại vì sao không hiệu quả? Chưa biết không quả, không biết giải thích. Tổ trưởng tổ 4. Dạ thầy em nghe. Ờ vậy sao? Là do vậy thì là do khi mà trẻ sốt cao quá thì hệ thống tự làm mát của cơ thể nó sẽ làm cho tăng tiết mồ hôi với lại là tăng lưu lượng máu qua da thầy, cho nên là ở đứa bé này thì em nghĩ là sẽ không cần lục đồ. Không, em nghe câu hỏi của thầy nè. Ngay thời điểm này cởi hết đồ em bé ra, em bé than lạnh quá mẹ ơi, lạnh quá mẹ ơi, như vậy cởi đồ ra ngay thời điểm này có hiệu quả không? Dạ, thầy cởi đồ có. Ra hiệu quả không? Dạ thầy là có. Có không? Dạ có. Có? Tại sao có? Để cho nó, tại vì cái hiện tượng mà ớn lạnh nhất luôn là do tăng tiết mồ hôi đó thầy. Không phải tầm bậy rồi em ơi. Dạ thầy, vậy em không biết rồi thầy ơi. Không phải. Cái điểm này bác sĩ chúng ta cần phải nắm để chúng ta xử trí. Có tố 5 không? Hết rồi, còn tố 5 nữa. Có tổ trưởng tổ 5 không? Lớp trưởng.
Dạ có thầy ơi. Ủa? Dạ có, mày không biết thầy ơi. Có tụi trưởng tổ 6 không? Dạ không thầy ơi. Không, tụi 5 hết rồi. Nên kêu tới 5 đó. Em không biết thầy ơi, nó la liền. Rồi, tội lỗi đổ về cho lớp học tập. Đâu rồi? Dạ nghe thầy. Rồi, sao? Em trả lời câu này được không? Dạ cho thầy thì theo anh nghĩ chắc ông sẽ không có tác dụng nhiều tại vì khi cho bé cởi quả vô bây giờ em trả lời là không có tác dụng hay là có tác dụng không cần thêm chữ nhiều. Em là không vì không tác dụng lý do cái đồ cho bé thì do khi cơ đồ bé thì các bạn sẽ bị co lại rồi em để lại hỏi lại hỏi nữa nè. Như vậy trước khi cởi đồ em bé ra mạch nó có co chưa? Trước khi cởi đồ em bé mạch chưa co chắc không? Chắc chắc nè hả? Dạ em có biết rồi. Hết biết lớp trưởng. Dạ em nghe thầy ơi. Ừ, trả lời tiếp đi, lớp phó bí rồi. Còn lớp phó nói là cởi đồ ra à, thì mới co mạch. Thầy hỏi như vậy chưa cởi đồ co mạch chưa? Dạ có rồi thầy ơi. Có rồi, ai làm có? Ai làm có? Dạ trung tâm điều hòa thân nhiệt ạ. Không phải. Nhìn cho kỹ trả lời nè. Sao? Ai làm co? Cái là set point đó thầy. Set point. Chính set point này nó gây co toàn bộ mao mạch ngoại ngoại vi mà co toàn bộ mao mạch ngoại vi với mục đích là không cho thể nhiệt ra. Mà không cho thể nhiệt ra thì làm thành ra cho em bé rất là lạnh. Em nhiệt độ bên trong cơ thể em bé lúc này nó 39, 39 rưỡi, 39, 9. Trong khi môi trường bên ngoài nhiệt độ nó khoảng 37 trở lại. Đó, nhiệt độ miền Nam chúng ta khoảng 37 độ trở lại thôi. Đó. Ở trong phòng thì khoảng dao động đó hoặc thậm chí thấp hơn. Nhưng bởi bên ngoài thấp hơn, ngoài da thấp hơn, bên trong cơ thể thì quá cao. Đó, do đó chỉ cần gió hiu hiu nhẹ nhẹ bên ngoài thôi thì nó đã tác động lên da em bé rất là lạnh. Do đó mặc đồ vào nó cũng lạnh. Nhưng mà tại sao nó đã lạnh rồi vô con mạch ngoại vi mà điều dưỡng lại bắt nó cởi đồ ra làm chi các em? Mục đích điều dưỡng bắt cởi đồ ra làm gì? Tiếp tục em là trả lời câu này. Chứ phải điều dưỡng kêu khơi kêu cởi đồ ra đâu. Cởi đồ ra làm gì nè, em nào biết? Em nào trả lời được câu này? Tăng cái thải nhiệt đó thôi. Hả hả? Em nói sao? Tăng cái thải nhiệt cho bé đó. Bé thì cái nhiệt độ cao quá ảnh hưởng tới não bé làm cho bé co giật. Thì cái chuyện đương nhiên rồi, nếu mà sốt cao quá sẽ dẫn tới co giật, em nắm được cái điểm dẫn tới co giật. Nhưng mà cởi đồ ra để làm chi? Cởi đồ ra có nhiệt độ hạ xuống được không? Tăng thải nhiệt đó thầy. Lúc này thải nhiệt là được không? Khi cởi đồ ra đơn thuần như vậy trên cho bé thì em nghĩ là tiếp tục co mà tiếp tục co có thấy nhiệt được đâu mà thấy nhiệt đó mà không thấy nhiệt được thì đâu góp phần hạ nhiệt đâu mà tránh được co giật, thấy chưa? Như vậy mục đích điều dưỡng muốn cởi đồ ra để làm cái gì thầy? Để giảm tiết mồ hôi á thầy.
có mồ hôi đâu mà giảm tiết, lúc này có tiết được tí nào mồ hôi đâu mà giảm tiết. Để nào làm mát. Chính xác, phải cần đó đó. Điều dưỡng, mục đích cởi đồ ra xong đó. Điều dưỡng mới chỉ bà mẹ đó, ngay chỗ cái lavabo nước tôi để đó đó, có cái thau nhỏ, có cái khăn sạch, có bình thủy nước sôi đó. Thì bây giờ chị lại chị chế nước sôi, chị chế nước phong tên nó vô, chị pha lại cho nước ấm đi, rồi để khăn vô dắt ráo nước lau cho bé. Em mới vừa nói là lau mát cho bé hả, phải không? Dạ. Phải lau mát không? Lau bằng nước ấm. Lau ấm chứ không phải lau mát nha. Lau mát là không đúng, là gọi là lau ấm. Rồi, nó hay quá, trả lời thì nghe coi. Mục đích lau ấm để làm gì? Mục đích lau ấm để cho nó giãn, dùng cái ấm để cho nó giãn tắt các mạch ngoại vi ra để cho nó tản nhiệt ra bên ngoài. Chính xác. Mục đích lau ấm là lau gì cho em? Khi chúng ta lau á, thì bàn tay của cái người lau sẽ lau rất là nhẹ, nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng trên da với cái khăn ấm như vậy, nó sẽ kích thích lên các mao mạch dưới da. Nó sẽ dẫn đến ức chế thần kinh co mạch và hưng phấn thần kinh giãn, giãn mạch. Nó tạo phản xạ thần kinh xe trục như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Thì mạch máu nó giãn ra, mà mạch máu nó giãn ra. Mà lau này lau cả người, nó lau cái mặt trước, rồi lau toàn thân sau, rồi lau tới nách, rồi mới lau tới bẹn. Đó, lau cả người như vậy, thì chỗ nào cũng lau hết, thì chỗ nào có da, chỗ đó có mạch, thì nó giãn ra hết. Đó, thành ra nhiệt, thân nhiệt bé sẽ thoát ra ngoài rất là nhanh, góp phần, và hạ nhiệt xuống, mà hạ nhiệt xuống thì mới tránh được biến chứng co giật. Và lau này chúng ta gọi là lau ấm, nhớ dùng tay là lau ấm. À, thì một cái khẳng định là có cái co mạch ngoại vi, người ta cho em thấy là da nhợt nè, mạch máu đang vẫn còn co, mạch máu co thì làm gì có mồ hôi đó. Mà khi co mạch ngoại vi thì máu dồn về nội tạng, lưu lượng tuần hoàn tăng thì bắp sẽ tăng lên một chút, chuyển sang sụt đứng. Trước khi sang sụt đứng thì hỏi kem tới đây hiểu được cái chuyện là lau ấm chưa? Rồi hồi nãy lớp phó trả lời với thầy là miếng dán hạ nhiệt, dán có hiệu quả chắc. Bây giờ còn chắc không? Lớp phó học tập. Dạ đúng rồi. Hả? Dạ đúng. Còn chắc không? Được rồi, con chết rồi. Hết chắc rồi. Đó. Như vậy miếng dán hạ nhiệt là lao, nó có tên miếng dán hạ nhiệt dán vào nó hiệu quả đâu? Hiệu quả chỗ nào nè? Về cái cảm quan với lại cái tâm lý của người mẹ thôi. Không phải em nói gì không đúng. Mình dán người ta có hiệu quả chứ, hiệu quả ngay chỗ mà đang dán chỗ nào hiệu quả chỗ đó, được chưa? Mà trong khi co mạch thì co mạch toàn thân, tại vì tốn tiền mua miếng dán hạ nhiệt thì bây giờ chỉ cần cái khăn và nước ấm thôi là thế là đã làm nhiệt độ thoát ra ngoài rồi, không cần sử dụng dán hạ nhiệt. Đừng là lớn nha, dược sĩ nó biết quýnh thầy chết. Có bác không được, nó quýnh thầy chết. Rồi, chuyển sang sốt đứng. Sốt đứng thì lúc này thầy sáng nhiệt vẫn chưa được hình thành. Sáng nhiệt nó phải chờ tới từng đợt em. Tới hết một đợt xong mới đọc hình thành được sáng nhiệt. Trong khi sáng nhiệt chưa hình thành, tức là chưa đưa các chất vào để trong chương trình rep để mà chuyển hóa tạo năng lượng, thì sáng nhiệt vẫn chưa hình thành. Nó khựng lên chỗ đó, nó sáng nhiệt tới mức đó là hết sáng nhiệt nữa, nó ngưng lại. Người đại thể nhiệt được theo hai đứa bằng một và nhiệt độ vẫn còn cao, da vẫn còn khô, mồ hôi vẫn chưa ra, thở nhanh góp phần thể nhiệt ra ngoài bớt. Trên lâm sàng chúng ta không phân biệt được đâu là sốt tăng và đâu là sốt đứng cả, bởi vì da vẫn khô, nó không bao giờ biết được và nhân vẫn đang sốt cao. Chuyển sang sốt lùi. Sốt lùi lúc này thể nhiệt nó vượt qua sản nhiệt, là nó thành ra tỷ lệ này nhỏ hơn một, mồ hôi bắt đầu ra nhiều và bệnh nhân đi tiểu nhiều, thấy mồ hôi giả ra, nhưng mà mồ hôi giả ra này mà thân nhiệt vẫn còn cao, tức là vẫn còn sốt đây chứ không phải là hạ nhiệt xuống luôn hết sốt đâu, vẫn còn sốt nhưng mà nó hạ xuống một chút bởi ra mồ hôi. Và khi nó ra mồ hôi thì bắt đầu bệnh nhân lại có cảm giác nóng. Em nhớ khi mà sốt tăng và sốt đứng, co mạch ngoại vi, bệnh nhân lại có cảm giác lạnh. Nhưng khi mồ hôi nó hóa ra trong sốt lui thì bệnh nhân lại có cảm giác nóng. Cảm giác nóng này là do mồ hôi nó được đun nóng phủ lên trên da thì bắt đầu có cảm giác nóng này. Nếu như chúng ta không điều trị thì sau khi sốt lui xong, sản nhiệt bắt đầu được hình thành lại bởi các chất được đưa vào chuyển hóa chương trình rep tạo ra thân nhiệt nữa. Sản nhiệt hình thành lại, bắt đầu tới sốt tăng, sốt đứng và sốt lui. Tăng đứng thì lạnh, lui thì nóng. Thành ra bệnh nhân chúng ta sẽ gặp, chúng ta sẽ than sốt đầu tôi lạnh quá, sau đó là nóng, lạnh nóng, lạnh nóng. Cho tới bây giờ trưa tôi vô, tôi gặp bác sĩ khám cho tôi.
Đó, không biết cô tại sao lạnh nóng, các em nhớ dùm thầy, lạnh nóng đây là các giai đoạn của sốt. Chứ đừng thấy bệnh nhân vô khai, ôi từ sáng giờ sao tôi nóng, cái tự hỏi phan liền, bà quê đâu? Quê Cà Mau, Cà Mau chỗ nào? Ở U Minh Hạ không? Đúng, ở U Minh Hạ. Đó, phán liền, bà bị sốt rét rồi. Đó là tầm bậy. Nhớ giùm thầy, chúng ta không thể nói tầm bậy vậy được, mà chúng ta phải nghĩ rằng lạnh nóng đây là các giai đoạn của sốt đây. Rồi chuyển sang cái đoạn chuyển hóa trong sốt. À, muốn có sốt thì bắt đầu chúng ta phải cần tới gluco, tức là rỗi loạn chuyển hóa glycogen hình thành. Nhiệt độ muốn tăng thì phải có tăng chuyển hóa năng lượng và tiêu thụ oxy tăng. Mà muốn chuyển hóa năng lượng tăng thì cần nhất là gluco. Gluco đem vô xài mà không đủ thì bắt đầu phân hủy glycogen ra. Đó, phân hủy glycogen thì làm giảm dự trữ glycogen và phân hủy glycogen để tạo ra gluco, thành ra đường trong máu tăng lên. Và đồng thời do chu trình rep nó chuyển hóa quá nhanh quá nhiều, nó tạo ra cái sản phẩm trung gian làm tăng acid lactic. Mà các em biết rồi, acid lactic tăng lên trong máu thì cơ thể người bệnh nhân đang bị sốt cảm thấy uể oải, mệt mỏi, đau nhức mình mấy rất là dữ, là do vai trò tăng acid lactic. Xài đường không đủ, xài luôn cả mỡ trong sốt cao kéo dài, do nhu cầu chuyển hóa cao thì làm tăng sử dụng lipid, mà tăng sử dụng lipid tạo ra các thể ceton, và chính các thể ceton này càng góp phần làm cho môi trường trong máu chúng ta nhanh chóng trở thành môi trường ton, góp phần môi trường ton càng lúc càng nhiều, thì bệnh nhân càng đau nhức khi sốt cao. Xài đường, xài mỡ không đủ, xài luôn các thịt luôn, tức là đạm luôn. Trong những trường hợp sốt cao và kéo dài có tăng thoái hóa protein và giảm tổng hợp protein làm cho bệnh nhân gầy và sụt cân. Nên các em nhớ dùng thầy là sốt là hiện tượng tự thực đường, mỡ và đạm của cơ thể, nó thành ra rất nhanh gầy và sụt cân, thì đã cố gắng trong dân ăn thịt mà nhiều. Và rất là chất phận trong sốt, sợ nhất rất là thần kinh, bệnh nhân nhức đầu, chóng mặt, đau mình mẩy, mê sản, co giật, hôn mê. Thì cơ chế là do, các biết là do sản phẩm chuyển hóa như chúng ta bàn acid lactic thì nó làm cho tác động gây đau nhức, rồi gây giấc mặt, nhức đầu, đau mình mẩy. Rồi còn vi khuẩn, độc tố vi khuẩn thì tác động lên hệ thần kinh, nó sẽ gây mê sản, co giật và hôn mê nặng là tử vong. Thì theo thống kê ta nhận thấy rằng nếu em bé nó bị sốt cao, co giật chỉ là một lần trong đời thì khả năng dẫn đến biến chứng động kinh sẽ là rất cao. Sợ những biến chứng động kinh mà động kinh không có thuốc điều trị. Thành ra khi điều trị bệnh nhi, các em cố gắng đừng để cho em bé bị sốt và dẫn co giật. Hoặc là con cái của em hay là cháu của em nhớ cẩn thận khi sốt và chăm sóc cho nó kỹ, đừng để cho sốt cao quá mà dẫn đến co giật, rất là tội cho nó sau này khi bị động kinh. Về trong tương quan, mạch nhanh, nhịp tim nhanh do nhu cầu chuyển hóa. Người ta nhận thấy rằng khi nhiệt độ tăng một độ, mạch nhịp tim sẽ tăng lên 10 nhịp. Nếu người đó rối loạn thần kinh giao cảm quá dữ dội thì có thể tăng lên 15 đến 20 nhịp. Rồi hô hấp, thở nhanh và thở sâu do nhu cầu chuyển hóa. Thì các em biết là muốn có chuyển hóa trong chu trình rep nhiều thì bắt buộc phải dòng tuần hoàn phải là nhanh, để chi mới cung cấp các chất đưa vào chu trình rep để chuyển hóa. Mà vào chu trình rep chuyển hóa cũng cần oxy nữa để đốt cháy các chất trong hô chủ hấp tế bào. Vì vậy mà cần tuần hoàn, cần hấp nó tăng lên. Rồi chuyển sang tiêu hóa. Hệ tiêu hóa bị rối loạn thông qua cái chuyện ăn uống của bệnh nhân, chúng ta sẽ đắng miệng và chán ăn. Lúc này niêm mạc môi miệng khô, tức là cái dịch tuyến nước bọt chúng ta tiết ra rất ít, thậm chí khô queo hoặc không có, thành ra rất chán ăn. Mà sở dĩ dịch tiết ra ít này là cho tình trạng nhiệt độ tăng quá cao, nó làm thất thoát nước đó, thành ra bệnh nhân bị giảm đi tất cả các dịch trong các tuyến tiêu hóa, thành ra giảm tiết dịch. Mà giảm tiết dịch như vậy thì nhu động ống tiêu hóa giảm, do lượng dịch ống tiêu hóa tiết ra ít, thành ra nó không kích thích nhu động tiêu hóa tốt. Rồi không có các enzyme tiêu hóa để phân hủy thức ăn, thực phẩm, thật ra thức ăn nó không tiêu được, mà không tiêu được dẫn đến khó tiêu, đầy hơi và táo bón, chủ yếu là do vai trò của giảm tiết enzyme tiêu hóa. Sang rối loạn tiết niệu thì người ta nhận thấy có sốt tăng, tăng nước tiểu và co mạch, do co mạch. Thứ hai, sốt đứng, giảm nước tiểu do tăng tiết NH và aldosterone. Cơ thể người ta lạ lắm, thấy nước tiểu thấy sốt cao quá cái cho đi tiểu ra ngoài, tiểu ra ngoài cái sợ mất nước, bắt đầu tiết ADH và aldosterone, giữ nước lại, giữ nước lại không hiệu quả, tại càng giữ nước, nước nằm trong đó được đun nóng ngang bằng nhiệt độ cơ thể thôi, sản xuất lưu đẩy nó ra ngoài bằng cách là tăng nước tiểu do nhu cầu thể nhiệt.
Rồi khác thì chúng ta có tăng acetat là nội tiết tố tiền viêm và cortisol là tiết tố kháng viêm. Thì các biết trước đây thì cortisol mà thầy thuốc chúng ta cho bệnh nhân, thí dụ bệnh nhân bị viêm họng có chỉ định sử dụng corticoid, thì chúng ta cho bệnh nhân uống sáng 2 viên, chiều 2 viên. Nhưng sau này người bệnh nhân chúng ta không uống nhiều như vậy nữa, bởi vì qua nghiên cứu nhận thấy rằng corticoid trong cơ thể con người chúng ta tiết ra nồng độ cao nhất trong ngày lúc 8 giờ sáng. Đó, thành ra chúng ta dồn phác đồ điều trị lại, thí dụ như prednisone 5 mg, một lần uống 4 viên, sáng 2 viên, chiều viên, người ta gom lại uống chung 8 giờ sáng 4 viên lúc bụng no. Còn hoặc ngày nay chúng ta có methylprednisolone 16 mg, uống 1 viên lúc 8 giờ sáng lúc bụng no. Đó, thì bây giờ phác đồ điều trị cortisone chúng ta trên những trường hợp bệnh nhân bị viêm thông thường chúng ta sử dụng như vậy, mà đặc biệt là viêm có chỉ định sử dụng corticoid. Có tăng chức phận gan, mà cái biết tăng chức phận gan thì gan của chúng ta tăng chức phận thì bên cạnh vai trò khử độc, bên cạnh vai trò tuần hoàn thì nó còn vai trò rất quan trọng là sinh tổng hợp protein. Mà trong tổng hợp protein này thì nó có sinh tổng hợp được globulin, mà trong đó gamma globulin là kháng thể, đó thành ra sinh tổng hợp được kháng thể, do đó nó tạo được chức phận miễn dịch rất là tốt. Do đó khi người ta chích ngừa bắt buộc không được hạ sốt giảm đau tốt, mà phải duy trì tình trạng sốt nhẹ 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 trên người tiêm ngừa để chi gan, để kích hoạt gan chúng ta tăng sản xuất các protein, tăng sản xuất các kháng thể để tăng chức phận miễn dịch cho cơ thể của người được tiêm ngừa. Các dạng biến của sốt thì chúng ta có sốt liên tục. Sốt liên tục là nhiệt độ của cơ thể nó sẽ tăng liên tục trên 38 độ C kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần. Đó, nó thành ra là chúng ta gọi liên tục thì chúng ta gặp trong sốt hình bình nguyên, như là trong bệnh thương hàn hay là bệnh viêm phổi thùy. Sốt thứ hai là sốt dao động, sáng không sốt, chiều lại sốt, dao động sáng chiều, thì người ta nhận thấy gặp trong lao phổi hay là viêm hô hấp trên, hoặc là ban ngày thì không sốt, chiều tối lại sốt, chiều tối lại sốt, hoặc là sốt ngắt quãng. Sốt ngắt quãng là nguyên ngày nay sốt đùng, nhưng mà qua ngày hôm sau thì hết sốt, ngày hôm kia lại sốt lại. Thường là có chu kỳ, chúng ta gặp trong sốt rét, mà sốt rét thì chúng ta lại phụ thuộc vào chu kỳ là nghỉ một ngày hoặc chu kỳ nghỉ hai ngày, tùy theo ký sinh trùng sốt rét nó có hai dạng. Và cái sốt thứ ba là sốt hoàng quy. Sốt hoàng quy là sốt do nhiễm sóng khuẩn Leptospira gây bệnh sốt vàng da, và nó tạo ra sốt và dạng bức tường thành. Thầy lấy ví dụ như người bệnh nhân chúng ta, cái người dân chúng ta nhiễm con Leptospira mà không điều trị thì tự dưng bệnh nhân sốt cao mà đã lùng nắp sốt đúng tuần thì nó hết sốt. Điều trị không điều trị cũng hết sốt, nếu mà điều trị hết thì hết liền, còn không điều trị đúng tuần hết sốt. Mà hết sốt xong cái sau đó bệnh nhân lại tiếp tục, tại con Leptospira vẫn còn nằm trong người, do đó từ từ thời gian sau tuần hai tuần bệnh nhân sốt lại mà bệnh nhân không thèm điều trị thì lại sốt kéo dài đúng tuần nữa, và sau đó lại hết và lại tái lại, thành ra bệnh nhân sốt tái đi tới lại nhiều lần. Đó, mà mỗi lần sốt đúng tuần lễ tạo ra một cái dạng đường biên giới sốt nằm ở trên với mức ngang, thì ra giống như bức tường thành của các vua chúa hồi xưa kia. Và ngày nay chúng hiện nay tới bây giờ lâm sàng chúng ta chỉ có bốn giai đoạn sốt này mà thôi. Bởi nghĩa sinh học của sốt, sốt là một phần bảo vệ của cơ thể, gọi là bảo vệ cơ thể bởi vì sốt là một dấu chỉ điểm để chúng ta điều trị. Thứ hai, sốt nó kích hoạt được hệ thống miễn dịch. Và phấn sốt người già và trẻ em khác với người trưởng thành. Ở người trưởng thành thì chất cái sốt nội sinh bao nhiêu, sốt đúng bấy nhiêu chả có gì. Nhưng ở trẻ em thì lại khác. Ở trẻ em thì hiện tượng tăng nhiệt cực kỳ nhanh, thay đổi nhiệt cực kỳ nhanh. Mới vào viện với chúng ta là 38 độ thôi, 38 độ rưỡi thôi. Chớp nhón 15-20 phút sau tăng vèo lên 39 rưỡi, 39 độ 8, nhanh cực kỳ nhanh em. Do đó trẻ em chúng ta phải chăm sóc cho nó kỹ để tránh tình trạng sốt cao quá dẫn đến co giật, rất ảnh hưởng cho em bé sau này. Còn đối với người già thì hiện tượng tăng nhiệt nó chậm lắm, nó bò từ từ, nó bò rất là chậm các em. Ví dụ người già, ví dụ tình trạng viêm họng người già hay tình trạng áp xe người già có đó, nhưng mà nhiệt độ nó lên chậm lắm. Ví dụ thay vì người trẻ nó bắn cái dèo lên 39-39 rưỡi, người già bắn khoảng 38 độ, bò từ từ 38 độ 1 hay 38 độ 2, chậm lắm. Nó thành ra đối với người già các em đừng có ý thấy nhiệt độ thấp mà nó kem cho rằng tình trạng viêm không có nhiều, không phải đâu, chúng ta điều trị giống hệt như trường hợp với người trưởng thành.
Lúc nào cần bảo vệ cơn sốt và lúc nào cần cắt sốt, nhớ bảo vệ cơn sốt khi chúng ngừa, kem không được dùng thuốc kháng viêm hạ sốt, không được dùng thuốc mà loại bỏ được ổ viêm, phải giữ ổ viêm để giữ sốt để chúng ta chủng ngừa. Và lúc nào cần cắt sốt là khi sốt cần phải cắt. Và nhớ dùng thầy, sốt hiện tượng tự thực đường mỡ và đạm, vì vậy khi sốt chúng ta cần phải tăng cường dinh dưỡng. Nhớ tăng cường dưỡng cực kỳ quan trọng để bệnh nhân không có bị gây và sụt cân khi chúng ta điều trị sốt cho họ. Rồi câu hỏi bài tập tự học, giải thích cơ chế các triệu chứng trên bệnh nhân bị sốt. Em chú ý giùm thầy, thầy hỏi cái gì, câu gì nè? Cơ chế các triệu chứng. Ví dụ như tại sao bệnh nhân đau mình mẩy, tại sao bệnh nhân tiểu ít, tại sao bệnh nhân tiểu nhiều, tại sao bệnh nhân nhức đầu chóng mặt, tại sao bệnh nhân co mê sản co giật, tại sao tim đập nhanh, tại sao thở nhanh, thì đó là các triệu chứng ở trong sốt. Vậy đó mà có lớp thì lại tự nhiên có nguyên cái cơ chế gây sốt dán vô đem nộp cho thầy. Thầy hỏi muốn ăn không điểm hay muốn làm lại, nhắn trả lời liền, dạ thưa thầy cho em xin làm lại. Đó thì anh chú ý giùm thầy, giải thích cơ chế các triệu chứng, thầy hỏi triệu chứng mà thôi. Rồi bài số có thắc mắc gì không các em? Bài số có hỏi gì không? Dạ hiện tại lớp chưa có câu hỏi, có gì em tổng hợp em gửi mail cho thầy thêm nha thầy. Ừ, không hỏi thì chúng ta chuyển sang bài tiếp theo.